mình trả tiền lãi nó. Bà ngoại đăng lại tôi con Trần Thị Dân như vậy. Dạ. Trả giùm bà, bà cảm ơn. Bà nước của ngoài đăng số này. Xuống trả cho bà, bà cảm ơn. Đó bà lại nó luôn đi bà ngoại ơi. Trả chứ ngoại đó, ngoại không có nhà ở. Lấy hết rồi ngoại đâu có nhà đâu nữa. Lấy mẫu ác. Không, chưa hay luôn à? Chưa có biết gì trơn à? Chưa mà không dài hôm nay chặn 10 bữa. Liên hệ không được. À, có, cô có liên hệ viên dân. Nói sao mày còn thiếu tao 10 triệu nữa mà mày biểu tao đóng lời. Bây giờ con cứ 10 triệu này để cô đóng lời. Mà hết 10 triệu này thì con cứ xuống đóng. Cái dân nó nói bây giờ con cho lính xuống thu. Không, bây giờ con cho 10 người tao cũng không đóng. Chỉ con giờ tiền cho hai thì bây giờ hai đóng lãi cho con hàng tháng. Qua là chưa làm gì chứ. Chứ hai không có ai xuống đây thâu, hai cũng không đưa tiền á. Không có đưa tiền, không có đưa bậy bạ đâu mà còn bị lừa vậy đó. Thì cô có thể giới thiệu tên của cô rồi tìm cô vô giúp con luôn nha. Cô hả? Dạ. Nói tên chị. Cô tên Nguyễn Thị Ngọt. Là mình ở quê quán mình ở đâu cô? Ở đây luôn. Là địa chỉ như thế nào? Địa chỉ 4804 ấp Thịnh Tân, xã Bình Thạnh. Dạ. Cô không đây, quen thành phố luôn. Dạ, rồi cô cái bên, cô cái bên luôn đi. Cô cũng ở ấp Thịnh Tân, xã Bình Thạnh, phố cũng chung với cô này nè. Dạ. Là ở đây là mình hai người, hiện tại là hai người là cũng là nạn nhân hết nha. Dạ. 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 Thì cho cô có thể chia sẻ từ lúc đầu ai là người giới thiệu cũng như là như thế nào mà cô quen được cái bà thu dân để mà cô đi dân. Cô cũng như mới đầu cô Thị bán dân. Cá ngoài chợ á. Thị bán cá rồi bắt đầu nó lại nó mua cá rồi nó đó là có ai cô biết ai có ai mà dây bên Mộc Hắc không? À. Mà trong khi đó là cô đang dây ở Liên Việt á, ngân hàng Liên Việt á. Cũng như thường thường là nó cho cô là như bữa hai nó cho tảo lợi. Nhưng mà chiếc này nó cho cô bắt đầu nó không cho tảo lợi. Mình đang hỏi mặt ngày ở ngoài để mình đóng lãi vô đó. Thì sau cô gặp dân rồi cô mới dai, cô mới chỉ cái chị này. Thì dai nó hứa là nó cho cô 200 triệu là cô đang múc vuông, rồi đó múc vuông là không có tiền. Đang múc, đang để nuôi cơm đó. Rồi ai về cái nó hứa cái lần đầu tiên lên nó làm giấy rồi nó đưa cô con trăm à. Sau khoảng nửa tháng sau rồi nó đưa cô 20 nữa. Rồi khoảng tháng sau nó đưa cô 10 triệu nữa. Rồi cái nó hứa lần hứa lựa hoài từng này tới từng kia rằng nó xuống lên nó đưa cô nữa mà nó không đưa. Cái cô có nói giờ nếu mày không đưa vậy mày xuống tao đóng lãi cho mày. Cái nó nói là nó không xuống. Cái nó để nó kêu ai xuống gom lãi rồi cô mới nói là cô không chịu. Bây giờ nếu mày xuống rồi tao đóng lãi cho mày chứ ai xuống tao không có đóng. Thì từ ngày đó tới ngày giờ luôn không có liên lạc gì được với nó luôn. Là mình biết mình đã bị lừa rồi, thì giờ đâu có biết làm sao. Thì bây giờ nhờ mấy cưng quan chức năng nào hay gì mà giúp đỡ giùm chị chứ giờ chị đâu có biết làm gì bây giờ. Đặng cho nó dừng lại, nó đừng có bán cái sổ chị cho ai á. Đặng sau này chị chuộc sổ lại để có nhà đồ ở chứ cái nền nhà này nè. Hiện tại mà, theo cô biết thì cái đất của cô còn không hay là đã sang tay cho người khác? Cũng như là nghe người ta nói là đã sang là 200 rồi. Nhưng mà cô có lên ngay chỗ mà ấy đất Mộc Hắc địa chính á, người cô có ti lột lại thì nó chưa có chuyển đâu ta, cô có photo lại rồi, nhưng mà nghe nói vậy thôi, nghe nói nó sang cho ta 200 á, mình nghe cũng chưa chính xác mà không gặp nó đâu cũng biết gì đâu, nói chung là vậy đi. Bây giờ cô cũng muốn cho như giúp đỡ rồi giùm cô, đặng cô ấy cái bàn khoáng tạo lợi rằng có nhà cửa đồ ở chứ nhà cửa vậy ra chứ bây giờ làm sao giờ hết biết nó sao rồi bây giờ vậy đó. Rồi cô trường hợp của cô là như thế nào, cô có thể chia sẻ đó. Ban đầu thì của cô vay ngân hàng gì banh banh á thành phố á là cô vay là 100 150 cái cô mà ăn mà cô múc vuông mà cái nó nói thôi giờ con lấy về đi con cho cô gia 250 mình thấy mình bằng rộng rãi rồi rồi nó đưa cô nó dẫn cô đi đâu không biết đi đâu nữa cô cũng đi luôn.
Rồi cái lên đó cái chừng nó về nó đưa cô có nó hợp đồng với cô là 160 mà nó đưa lại cho cô có 150 rồi cô tính với nó rồi 10 triệu này để đóng lời, hết 10 triệu này con xuống hai đóng lời nữa. Rồi nó nói hả con không có xuống được thì cô con cho mấy lính con đi xuống đây thu. Cái cô mới nói không, bây giờ con xuống đây con tính toán với hai đi. Chứ cô không có gửi cho ai, ai xuống đây cô cũng không đưa tiền nữa, cô không đưa đã cô biết rồi. Cô biết là bị lừa, cô không có đóng gãi đâu, tiền trăm mấy đó đó. Rồi còn sau nữa nó xuống nữa. Cái cô mới nói thôi giờ cô lấy cái bằng khoáng nhà cô làm 100. Cái nó nói thôi giờ con đưa cô 60. Đó là hai cái bằng khoáng của cô là 60 triệu nữa. Là cái kia 160 với 60 nữa. Ừ, 220 của cô. Là cô nếu mà đưa cầm thế chấp đó là bao nhiêu công đất của cô trong đó? Cô cũng quên. Cô có bằng khoáng mà. Bằng khoáng là mấy cái bằng khoáng? Hai cái bằng khoáng. Là nền hay là đất cô? Đất ruộng. Đất ruộng ha. Đất ruộng. Còn một cái ở dưới là không biết 4.000 mấy hay gì cô quên rồi. Vậy là tổng cộng nó cao. Cô đưa cho nó là thế chấp bao nhiêu cái? Hai cái nhà này là 175 mét. À, với cái nhà là cô nhớ. Với cái đất ruộng. Đất ruộng của mình. Trời đất ơi, 3-4 công nữa. Đó 4.000 mấy đi. Tới giờ này những nạn nhân vẫn chưa biết là mình đang bị lừa nữa. Chỉ biết là không liên lạc được thôi. Không, cô kể từ khi nào mà cô mới phát hiện là không liên, cũng như không liên lạc được với bà dân này. Cô, từ nó giao tiền cho cô tới giờ là cô không có liên lạc. Thì nhờ mấy bà này liên lạc cho cô, chứ cô không có liên lạc với nó. Nhưng mà cô nói thôi giờ để nó đi. Tới mà nếu mà đứt 10 triệu bạc này mà nếu nó không xuống nữa mà liên lạc không được thì cô phải đi lên nhờ ủy ban đặng mà giải quyết cho cô, đặng cô đi tìm nhà nó luôn. Dạ. Yeah. Thì cho con hỏi luôn. Là cô cũng công chứng ở chỗ Ngọc Hân luôn phải không cô? Chắc đó. Quỳnh Đồ Ngọc Hân gì đó đúng không? À, chứ ở Bến Tre đó hàng giờ cô cũng ngay tỉnh Bến Tre đúng không? Hầu như là những nạn nhân ở khu vực đây là hầu như cùng một cái điểm công chứng, công chứng và cũng như là người dẫn dắt cũng là cùng một người đó để mà hỗ trợ nhanh chóng. Thì cho con hỏi là khi mà cái việc mà giấy tờ của cô thì thủ tục bao nhiêu ngày là cô được lấy tiền? Thì làm tích tắc luôn. Trời ơi. Đi liền luôn, theo tay luôn. Đi liền là có tiền liền luôn hả cô? Ban đêm không hả? Đi dắt chiều này lên tới Bến Tre là khoảng cũng 6-7 giờ à. Trời đất ơi. 6 giờ tối luôn hả? Vẫn tối còn làm luôn. Cái giờ đó vẫn còn làm luôn. Cô còn nói với nó về, nhưng mà tại vì trong khi cô mời ăn thì cô có tiền là cô được rồi. Cái cô mới hỏi dân ơi, sao mà con làm cái cơ quan nào mà sao cô không thấy cái cơ quan nào? Ví dụ như con làm cái cơ quan nhỏ, ví dụ như tư nhân thì cũng phải có bản hiệu. Mà sao cái này lên công chứng vậy rồi chồng tiền? Chứ cô hỏi nó, cô thắc mắc nói vậy thôi. Cô lấy tiền, tại vì thắc mắc nhưng mà lấy tiền quan án mà. Nhưng mà có cái lạ cái là tại sao phòng công chứng là công chứng vào buổi ban tối đêm, ta? Ban đêm luôn. Ban đêm ta. Có những nạn nhân kia là 7-8 giờ cũng vẫn làm cửa sau luôn. Vẫn làm luôn. Làm ban đêm luôn. Thì cô cho con hỏi là cô mấy công cô mấy cái nào? Cái này đó. Nhà này đó. Đây giờ qua đó. Trăm mấy chương là nữa không? Từ mấy đó. Đây nè. Từ mấy này qua tới đây là đó. Nhà chị Nhi đây. 478,5 mét vuông. Chưa rồi. Đây là gần nửa công phải không? 40. Gần nửa công. Đây là nhà chị đây qua đó. Ủa chỉ có duy nhất là 400 mấy mét vuông thôi. Có nhiêu đây. Nhưng mà dây được bao nhiêu? Chị dây nó đưa chị có 130. Vậy là cô cũng đỡ hơn so với những người khác đó. Mà vẫn có nhận tiền. Những người khác là không có nhận tiền được luôn. Đỡ hơn người khác. Những người khác mà thậm chí là 8 công mà chưa nhận được một đồng luôn kìa, 8 công đất chưa nhận được một đồng mà lấy luôn bằng khoáng đi rồi, sang tên rồi luôn. Mặc dù bị lừa nhưng mà đỡ hơn những người họ được nhận tiền. Đúng rồi, lấy sang tên đi rồi luôn rồi. Sang tên rồi luôn. Sang tên bán đất luôn rồi. Bây giờ là cô á, nếu mà tụi cưng xuống tới đây rồi, có liên lạc mình chị này, nó biết chị này không có đi, hiểu không? Công an không biết, nắm rõ là phải bà út mà nắm tin tức. Tất nhiên là cái đất đai của cô và cô này là cô phải đi báo công an, làm đơn báo công an.
làm đơn thương lên chính quyền phương nha. Cái này mình làm đơn chứ mình không có báo huyện. Tụi con đến đây là chỉ chia sẻ câu chuyện của cô, lan rộng ra đến cộng đồng, đến bà con Bến Tre, đừng để con dân nó bị lừa. Con dân nó lừa. Con dân nó lừa. Con dân nó lừa. Ờ, để con dân nó lừa. Thì còn trách nhiệm của cô là phải làm đơn đến cơ quan có thẩm quyền tại địa phương mình. Nạp cho công an. Dạ đúng rồi. Con nói cô bị lừa. Thì đây là tụi con đến đây để chia sẻ cho ai và sắp tới và chuẩn bị để mà bị lừa thì để ngưng ngay cái việc đó. Còn các cô thì phải nhiệm vụ các cô thì mình phải làm đơn mình gửi cho cơ quan chức năng người ta mới xử lý, chứ bây giờ mình lên báo bằng miệng thì đâu không ai xử lý đâu. Mình phải viết đơn, mình nhờ luật sư hay là nhờ ai biết hiểu luật viết cái đơn rồi gửi lên chính quyền để người ta đến, người ta khảo sát, người ta có hướng giải quyết cho mình đó. Thì cái hướng là cô vậy, dạ trước tiên là cô phải làm như vậy con luôn. Là bây giờ cô thứ hai này là cô phải gửi đơn cho công an mới được. Dạ, làm một cái đơn từ đó nay cô tính gửi, nhưng mà cô còn chần chờ để thử coi nó có quay đầu trở lại không. Cô vẫn còn một cái kiểu như là một hy vọng niềm tin đúng không? Chỉ qua là khổ không quý vị, và hầu như là những người nghèo và cần tiền và những người già rất là nhiều luôn ở cái khu vực này. Hồi nãy là đi ngang không là 4-5 người già lớn tuổi rồi. Và lợi dụng duy nhất là những cái người mà đang cần tiền, họ nói chung là đánh vào cái tâm lý người dân, với lại là cái những người lớn tuổi hoặc là những người không hiểu biết, không có để ý những cái vấn đề về pháp luật thì họ sẽ không gành, cho nên là họ lừa rất là chót lọt luôn. Hầu như là một cái kịch bản và cũng như một cái khuôn khổ giống hệt nhau hết. Giống như hệt nhau luôn. Và cũng cùng một cái nơi công chứng đó luôn. Công chứng đó luôn. Và cũng một người cũng nơi công chứng đó. Tạo ra giới thiệu rồi dẫn đi luôn. Quỳnh Đoàn Ngọc Hà. Đúng rồi. Từ sớm bây giờ tụi con đi là nơi người nạn nhân ai cũng công chứng đó. Vô đó là chỉ cái tên không dòm dòm sao dòm. Đây là cũng những video cảnh tỉnh cho quý vị ha. Chị này là chị cô không có biết cái Bến Tre. Phụ nữ mà cũng gần hết ta. Bánh tre vô chủ dòm cũng dòm cái. Tiền mất tật mang mà thậm chí luôn mà mình dây có phân một mà thành hai mà mất luôn cả đất luôn chứ bây giờ. Chuẩn bị là ra ngoài đường ở luôn, lại lấy đất rồi sao? Tại đất có bán rồi. Dạ. Thì nói chung là trước tiên cô phải nhờ con hoặc ai đó kiếm một người nào đó biết luật, người ta viết cho mình một cái tờ để mà khai báo là cần gửi lên cơ quan chức năng để người ta có hướng giải quyết kịp thời cho cô. Đó, coi là thứ nhất là cô lên sở tài nguyên, cô hỏi xem là cái đất của cô hiện tại là có ai sang tên hay như thế nào chưa. Đó, là người nào đứng tên. Rồi sau đó là cô mới lên cơ quan chức năng, cô báo và cô viết một tờ đơn cô gửi cho người ta để mà trình báo. Đó là cái nhanh nhất để mà cô có thể mà kịp thời ha, tại vì đây là rất rất là nhiều người chứ không phải riêng cô đâu. Khi những video này tụi em chia sẻ nhằm mục đích là cho quý vị đang và chuẩn bị lừa thì thức tỉnh và cũng như cảnh giác và không bị lừa nữa. Rồi những người bị lừa thì phải chờ cơ quan chức năng người ta vào cuộc, mà mình phải viết đơn á, chứ còn mình lên báo không thì người ta không xử lý được. Muốn tố ai hay gì đó thì cần phải đơn và người ta mới xử lý. Trời ơi, đây chứ nghe là những cái lời mà mấy các cô chia sẻ thì đây quả thật là nó đã lừa các cô rồi, chứ không có câu chuyện mà nó quay đầu hay là chờ đợi gì nữa đâu cô ơi. Nếu mà cô còn chần chừ chờ đợi thì có khi là sắp tới nữa là cô sẽ gọi là nó xuống lấy đất cô luôn, tại vì sang tên người khác rồi, đất nó không thuộc về cô nữa đó. Vậy nên là mình phải nhanh chóng đi. Có ủy quyền cho nó giống như thay mặt cô, nó mua nó bán nó làm gì làm thì nó đứng ra nó làm đó. Dạ. Giờ biết có chuyện vậy, mình tưởng đâu là nó có cái công ty nhỏ nào cũng như dài trong thành phố nè, công ty tư nhân nhất. Những lời lẽ ngon ngọt hầu như là họ lừa thì họ sẽ dùng lời lẽ ngon ngọt, họ tạo cho cái niềm tin cho người dân mình, và người dân mình đang cần cái đó, nó hiểu được cái điều đó thì dẫn đến mà dễ bị lừa chót lọt. Và không ai để ý được những cái việc mà những cái tờ giấy mà không để ý luôn, có người là không cần coi luôn, người không biết chữ sao coi tại sao vì, đọc tại vì muốn nói sao nghe vậy, chỉ lăn tay không biết ký tên nữa, cái tâm lý nó dễ rất là dễ lừa. Chỉ cần nhanh tới mức độ mà làm giấy xong là trao trong ngày luôn thì ai không cần đó, ai mà không để ý luôn, thậm chí họ dạ làm ăn đêm luôn hả cô? Chiều khoảng 7-8 giờ là mới có giao tiền. Làm ăn cô đêm nói là làm trong ngày, là có tiền trong ngày mà làm, thậm chí ban đêm cũng làm luôn, 7-8 giờ tối cũng làm luôn. Thì nó chở mình đi, nó chở mình đi rồi thì nó về cái như chuyến xa này cô ra 60 triệu này, không biết nó đi tới đâu đó, cái nó đậu xe đó, cái nó giao cho cô 60 triệu rồi nó đi đâu mất tiêu. Đi đâu mất tiêu rồi cái ông chủ xe đó ông lái ông về đây nhưng mà cô có nhận 60 triệu rồi. Dạ. Cô nói nhỏ này không biết làm sao mà phải tới làm sao mà biết lừa.
Tới tới thời điểm này cô vẫn còn cái hy vọng là nó sẽ quay lại nói chuyện với cô cho rõ ràng cái gì vấn đề. Đó, chứ cô chứ còn mà cô con chưa đi thưa nó đúng không? Chưa, cô con dạ. Thì bây giờ hiện tại á thì tụi con quay lên để chia sẻ cộng đồng và cũng như là mong ước của hai cô hiện tại là mong ước điều gì thì cô có thể chia sẻ lên. Cô mong muốn chuột sổ mình về không? Bây giờ cơ quan có thẩm quyền đó. Bây giờ muốn lắm chứ. Cũng bây giờ nhờ mình đưa cơ xuống hết rồi. Cơ quan chức năng với công an vào cuộc bởi vì để lấy lại công bằng cho chị chứ giờ chị đâu có biết nói gì hơn phải không? Chứ nhà cửa nó lấy rồi lấy gì đâu mà ở. Nhờ pháp luật quá. Còn nhưng mấy chị lên đó là tông Quỳnh Đoàn Ngọc Hân là nó đã làm giấy sẵn rồi, vô chỉ là ký thôi chứ là không có biết gì hết, tưởng đâu ngay chỗ đó nó làm việc thì đúng rồi mình mới ký. Tin tưởng nói chung là tin tưởng. Vô đó là tối nó cũng ký luôn nữa chứ không có nói là bằng ngày mà gì. Bây giờ cô hai cô chỉ mong vào cơ quan chức năng vào cuộc thì chúng ta phải viết một cái tờ đơn để cho báo cáo thì người ta mới biết ta xử lý khảo sát cũng như địa chỉ ở đây và cô tên gì, cô tên gì để cho Nguyễn Thị Thu Dân. Dạ, và cô nhắc tên lại của cô ha. Của cô hả? Dạ. Nguyễn Thị Ngọc. Để cho cơ quan chức năng người ta thấy hoặc là báo chí người có thể xuống đây để khảo sát từ nhà để hỏi xem cái việc này có đúng sự thật hay không để cho mà cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý. Mong là sau những cái video này thì sẽ các cơ quan chức năng có thẩm quyền đó cũng như là báo đài chính thống này sẽ đến từng khu vực, từng nhà người dân để mà khảo sát, kiểm tra cũng như là thăm hỏi để coi cái tình trạng nó có đúng như vậy hay không để mà xem xét và xử lý. Nếu như thật sự cô mà Trần Thị Dân này nè, cô ấy lừa đảo thì cũng phải gọi là vạch mặt ra theo đúng những cái quy định của pháp luật để mà có thể tránh những người nhân dân của mình tiếp tục bị lừa. Cái này là mình phải cảnh tỉnh luôn. Những video này chúng con để cảnh tỉnh. Dạ. Mấy cậu xuống tới đây là tôi mới. Vậy là cô mới biết là giật mình thôi. Dạ. Lúc trước cô nghi cô vẫn còn cái niềm tin. Hầu như là đây quý vị, cô này là khổ mà còn phải nuôi những mẹ già nữa. Quý vị thấy những bên hông là mẹ già. 80 mấy tuổi chưa cô? 70 mấy rồi, 76. Bà này 83 cậu mà xuống tới đây hướng dẫn cho đằng này làm thì tôi cũng mang ơn dữ lắm, nhưng mà lần sau mà hướng dẫn cho tôi lên đặng tôi trình báo đặng tôi chuột được hai cái bàn khoáng về. Bây giờ mong mỏi của bà con ở đây là mong mỏi muốn chuột đất của mình ha. Mà nhưng mà bây giờ không biết cơ hội để chuột như thế nào, liên lạc được không, biết liên không liên lạc được, và muốn chuột với cái giá của người ta cầm chứ không phải là chuột cái giá tụi nó đã sang tay. Ví dụ như ta cầm con trăm mà phải chuột 100 chứ tự nhiên giờ sang tay 400-500 tiền đâu ta chuột thì đó, như là báo trước cho mấy cái này đó. Chứ dân nghèo không chết mà bây giờ mà muốn chuột cũng hơi khó đó, chuột theo cái giá của họ đưa ra thì cũng hơi khó đó. Mặc dù là mình không chưa chắc thì mình đâu có sai theo cái hợp đồng đâu. Ví dụ mình đóng trễ, hợp đồng đóng trễ thì họ hay là đóng trễ lãi đó thì sai vi phạm thì họ mới được quyền bán, còn cái này họ bán trước khi những cái vấn đề đó. Thậm chí có những người nạn nhân người ta nói bán 3-4 đời luôn rồi. Bán bao sang tên 3-4 chủ rồi. Từ 100 mà thành giờ cả tỷ rồi. Bây giờ hỏi sao mà chuột được. 300 mà thành tỷ đồng tỷ mấy rồi. Bây giờ đây chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc để mà can thiệp sớm thôi. Chứ bây giờ bây giờ có nhiều cô chú vẫn còn niềm tin nhưng mà mình chưa biết mình sắp sửa ra đường giờ bất cứ ngày nào, tại vì tên địa chỉ tên người có ta có sổ ta đuổi mình thì mình đi chứ sao đâu có được cưỡng được. Còn bây giờ nếu là tôi con cho ngoại 500 người ngoại có nghi ngờ không? Nghi luôn hả? Không nha. Nói chung là hôm nay thì con sẵn tụi con xuống đây nè, mấy anh em YouTube tụi con cũng hùng nhau lại. Ha, hùng nhau lại cắt kênh thì con xin phép cho con gửi cho bà 500 nè. Rồi đâu có tiền đâu gửi quá trời hả? Được bà 500 nè. Tụi con không cần hỏi gì bà đâu. Anh em giờ kênh YouTube tụi con có xíu tấm lòng gửi cho cô 500 luôn. Rồi kệ đi người già mà. Cái đó tụi con cũng không có chị nhận đi. Cô 500 luôn đi. Cô 500 luôn. Bị giấy mà con đi đó. Rồi coi như là giấy tờ đâu đưa cho con đi, con đi con làm. Bữa trước có 2 tờ, bữa nay 5 tờ chắc lừa nặng hơn nha. Hình như ông ngoại cũng 70 mấy tuổi chưa có nè. Gửi ông ngoại luôn đi. Mẹ ông ngoại con gửi ngoại 500 luôn nha. Ông ngoại chào nha. Hả? Lừa nguyên xóm luôn đi. Lừa nguyên xóm luôn. Coi như giờ anh em mình lừa nguyên xóm. Giờ lừa này nó có gì? Lừa này nấu thôi chứ bây giờ đâu có còn sổ đâu. Bây giờ mới ra tiền thấy con. Hết sổ rồi. Thôi ơi, tụi con đi lừa tùm lum tiền nhiều lắm. Tôi cũng chúc cho
con đi, nếu mà cô hoàn có sức khỏe là cho con luôn. Dạ, cô mà hoàn thành cô trả lại cho con. Cũng như con đây nè, cô nhận tiền đây á. Dạ rồi. Con cũng mong chúc có mấy cô là cô lại được. Dạ. Ý là cô nói vậy nhận đồng tiền này cũng như trao trả rồi. Không không không, phải cái này là tấm lòng của tụi con gửi cho mấy cô để giống như là nói chung là mình nói là ăn chầu ăn bánh gì đi ha, chứ không phải là cái gì tụi con xuống đây lâu lâu xuống cũng người lớn tuổi không à. Đây thì cô nhận tiền này cũng như cô từ từ cô nhận một tháng rồi. Cô mong muốn cô mong muốn may mắn nhận lại giống cái may mắn gì đó để cho cô, cái may mắn của cô đó anh hiểu không, chứ không phải là may mắn đi bao nhiêu người là cái gì tại vì hả, bao nhiêu người đây bị lừa đó, đó. Còn người già không, người già lãi suất bao nhiêu già không mà nó cũng lừa mấy cha, mình có hợp đồng đó là 100 triệu hơn tháng triệu. Rồi con chúc các bà nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn con, còn có hẹn cô chúc con. Dạ. Hẹn ngày gặp lại. Giờ là có sức khỏe rồi. Dạ, hẹn ngày là lấy lại sổ được hết thì gặp lại ăn mừng. Dạ. Rồi giờ nhờ lấy sổ hết rồi mấy chú đây xuống đây gà giật đồ. Phải đẩy gà. Dạ dạ. Vâng, ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một cái sản phẩm, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Như quý vị được biết thì mật ong nó có rất là nhiều những cái công dụng như là làm đẹp cho đến là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nó phù hợp cho mọi độ tuổi, từ lớn đến bé, từ trẻ em thì từ 1 tuổi trở lên sử dụng rất là tốt. Thì nếu như quý vị khán giả nào cần thì hãy liên hệ inbox qua cái số Zalo của em ghim trên màn hình. Đây là mật ong rừng nguyên chất thiên nhiên 100%, bao xài bao thử, miễn phí ship toàn quốc. Mong rằng quý vị cô chú hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.